Dạ vâng, Điện Máy Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và ngày hôm nay, ngày 28 tháng 1 năm 2024 và BM kênh video Điện Máy Thần Nông lại tiếp tục lấy video mới nhé, giới thiệu cho toàn thể các bác tham khảo một lô máy cưa xích. Và lô ngày hôm nay sẽ giới thiệu gồm có 18 chiếc máy cưa nhé, 18 chiếc máy cưa, 100% trong lô máy này đều là hàng Nhật Bản nhé, đều đến từ nhiều thương hiệu, nhiều quốc gia nổi tiếng của thế giới. Lô này thì chủ yếu là máy Nhật nhé, và cũng có một vài con như ở Thụy Điển và Đức nha các bác. Lô này thì vẫn là những dòng tên tuổi, thương hiệu nổi tiếng, có thể điểm danh sơ sơ qua cho các bác thấy. Thì lô này có những dòng máy như Makita tay cụt này, Makita tay cụt, Tanaka tay cụt, Echo Gris tay cụt này, Tanaka, Echo, Makita nha các bác, rồi Tanaka này, rồi Makita này, Echo này, Hitachi nha, Echo đồng đứng nha các bác, Echo 332, Echo V39, ST170, rồi có cả Ruby nòng đứng này, rồi cả Huana nha các bác. Con này thì có một con cưa khai thác tầm trung thôi, còn đâu phần đa là cưa công suất cỡ nhỏ nha. Đó, bác nào đang tìm kiếm dòng cưa làm gia đình, cắt củi thì càng thì lô này rất là phù hợp nhé, với công suất từ 30cc cho đến 40cc. Lô này có rất nhiều sự lựa chọn và lô này thì tầm giá rất là vừa phải nhá, chủ yếu ở mức giá từ trên dưới 2 triệu cho đến 3 triệu. Đó, khá nhiều máy vừa tầm túi tiền các bác cần tìm. Và lô ngày hôm nay sẽ có test nổ thử này, báo cáo rõ thông số kỹ thuật nha, tình trạng máy. À, các bác cứ xem kỹ video, ưng ý chiếc nào phù hợp công việc của mình thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nhé. Hình thức mua bán với em thì cực kỳ đơn giản nhé, các bác cứ xem kỹ video nhé, cứ tua đi tới lại xem kỹ, chắc chắn chốt chiếc nào liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em. Rồi các bác chỉ việc gửi thông cho em thông tin tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại, bên em sẽ ship hàng tận nơi tận nhà nhé, ship tận nơi tận nhà, đến nơi kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán nhé. Bên em thì mua bán sẽ không lấy cọc đó. Và hiện tại thì cũng sát dần gần dịp Tết rồi, bên em thì trong lô này thì giao khả năng là sẽ trong Tết nha. Bác nào mà có nhu cầu giao máy trong Tết thì khả năng lô này sẽ phù hợp. Còn nếu mà các bác nào mua máy mà lâu sau có thể muộn hơn đấy thì có thể ngoài Tết mới nhận được nha. Bởi vì bên em gửi vào hình thức bưu điện nha, tầm khoảng 5 cho đến 7 ngày là các bác sẽ nhận được. Mà bên bưu điện là tầm khoảng ngày 26 âm là người ta sẽ không có phát hàng nữa. Thế nên bác nào mà đang tìm kiếm máy cưa thì có thể lựa chọn sớm ở những lô máy như thế này. Lô này thì em sẽ lên cố nhiều một xíu cho các bác có nhiều sự lựa chọn nha. Bác nào mà xem qua mà chưa thấy kỹ ấy, thì có thể nhờ em tư vấn nha, có thể kết bạn Zalo số này. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cho các bác là con số 1 nha. Lô này em chưa đăng ký tự nhưng mà lô này sẽ là chữ G nha các bác. Đầu tiên em giới thiệu luôn cho các bác là con G1 nha. G1 cũng như video trước thì con này sẽ giá là 2 triệu nha các bác. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Makita. Con này con Makita tay cụt. Với bác nào đang tìm kiếm mẫu cưa siêu nhỏ, siêu nhẹ, siêu gọn, đời cao, tính năng đầy đủ, máy đẹp như mới, gọn nhẹ, tầm khoảng 3 cân ấy, thì đây sẽ là sự chọn rất là phù hợp nha. Với con này đi theo máy là lam mỹ nghệ luôn nha, làm điều khác, làm nhọn, làm latin luôn nha các bác. Con này giá trị nhất là cái lam luôn nha. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP. Với con này cái trọng lượng tầm khoảng 3 kg nha. Với bác nào đang tìm kiếm mẫu cưa cắt củ tiểu cành, gỗ được ký tầm khoảng 20-25 hoặc làm đồ gỗ mỹ nghệ thì những dòng này như máy này rất là phù hợp nha. Con này nếu làm cây cảnh, cắt tỉa cây bonsai rất là phù hợp luôn, bởi vì cái lam nhỏ gọn, dễ dàng cho các bác tỉa cành. Đấy, trọng lượng cũng nhẹ nha. Con này thì đời cao, tính năng đầy đủ nha các bác. Công tắc xuống tắt này, đây là bật bơm xăng phụ này, le này. Đấy. Máy móc thì là đời cao nha. Con này thì chụp giật có trang bị trợ lực nhỏ nha các bác. Giật rất là êm tay. Con này thì dung tích xi lanh con này là 25cc nha. Piston của con này là 34 ly 25cc. Made in Japan rõ ràng nha các bác. Đấy, các bác có thể thấy rõ này. Đấy. Vì sang pha nhớt bên trên nha. Bể nhớt vô chưa làm xích đô dưới. Máy móc thì đẹp nha. Liền lạc, không bể vỡ, không lỗi lầm, không sức mẻ gì nha. Con này thì quá VIP luôn rồi. Vô biết này, sáng keng xe ben luôn nhá. Đấy, lô này khá nhiều, em sẽ quay sơ thôi. Rồi, test nổ thử luôn chiếc G1 nhá, giá 2 triệu đồng nha các bác. G1 nha các bác, giá 2 triệu, giá bao ship. Đấy. Tiếp theo sẽ đến G2 nha. G2 em giới thiệu cho các bác là con cưa đến từ thiệu Makita. Đấy. Với bác nào mà không tìm kiếm những dòng cưa nhỏ gọn nhẹ nhưng mà yêu cầu công suất cũng là cưa tay cụt nhưng mà yêu cầu công suất nó lớn hơn ấy, thì có thể tham khảo cũng là chiếc Makita nha. Nhưng mà con này công suất lớn hơn. Con này là con Makita MDE331 nha. Con này nó giống y hệt con cưa tay dài kia này. Chẳng qua là nó thiết kế theo kiểu tay cụt một tay. Với con này piston nó sẽ là 37 ly và dung tích xi lanh của nó sẽ là 33cc.
Đấy, như con này thì siêu nhỏ, siêu nhẹ, siêu gọn, lam ngắn thì nó tùy phù hợp công việc thôi. Bắt đầu gỗ nhỏ cắt thủ tỉa cành làm cây cảnh, rồi làm nhà vườn ấy. Đấy, rồi làm trang trại, làm trồng nếu trồng cây ăn trái rất là phù hợp nha, tỉa cành đấy. Thì dòng này thì nó nhỏ nhẹ, còn với bác nào mà kiểu thỉnh thoảng đôi khi mình làm gia đình cưa gỗ to cắt củi tỉa cành thì những dòng máy này sẽ phù hợp hơn. Với dòng này thì lam sẽ dài hơn nha, con này lam hẳn 4 tấc cơ mà cắt tầm 3 tấc rưỡi. Xích con này chạy xích chung nha các bác, xích chung lam xích bên riêng bản này, các bác thể thấy lam có nguyên chữ này, lam 4 tấc. Con này tính năng đầy đủ nha, thắng xích có luôn nha các bác. Đấy, thắng xích có luôn cho các bác nha, mở thắng đều đầy đủ nha các bác. Makita bơm xăng phụ này, le cái loại đóng nha, để vào để mở bình xăng pha nhớt đổ trước nhá, bình nhớt bôi trên lam xích đổ sau. Đấy, máy móc đẹp chuẩn, bôi bên sáng đẹp. Đấy, các bạn thấy này, bôi bên sáng. Với con này thì giá sẽ là 1,9 triệu nhá. Con này thì có cả tính năng thắng xích luôn. Đấy, mà giá vẫn 1,9 triệu nha các bác. Con này là con G2 1,9 triệu. Tính năng đầy đủ nhá, thắng xích bơm phụ rồi le liếc ở đây, công tác đây. Bình xăng pha nhớt đằng trước nhá, bình nhớt bôi chân logic đằng sau. Con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nhá, sẽ nặng hơn con số 1 tầm khoảng 1 cân. Đấy. G2 nha các bác, 1,9 triệu, giá bao ship nhé. Tiếp theo sẽ đến G3 nha. G3 con này là 1,950 triệu nha. Với chiếc này là chiếc Makita, à em xin lỗi, Tanaka. Đấy, con này là con Tanaka PMS330A này, 330S. Đấy, với con này thì nòng nó là 37 ly, dung tích xy lanh nó sẽ là 333cc. Khác với dòng con Tanaka trước em giới thiệu thì con này thì sẽ có trợ lực nha. Đấy, con này thì có cả trợ lực, bác nào mà tìm kiếm nhỏ nhẹ gọn mà trợ lực này, công suất tương đối thì có thể lựa chọn mẫu này. Thế con này làm 40 nha các bác, mà cắt còn 35. Xích con này chạy xích chung nha, làm xích còn rất ok. Xích này em sẽ đổi xích khác nha, xích này thợ ráp không để ý xích hơi mòn nha, xích này thì nó còn tí. Đấy, cái này em sẽ đổi xích mới cho các bác nha, giá 1,950. Đấy, máy móc đẹp nha, bô vết sáng đẹp, không lỗi lầm, không khuyết điểm nhé. Công tác xuống đáp này, lên là bật nhé, bơm xăng phụ này, le cái loa đóng nhé, để vào đêm mở bình xăng pha nhớt đổ trước nha các bác, bình nhớt bôi trên xích đổ sau. Con này đẹp xuất sắc luôn nha, ốc ác 7 màu luôn này. Đấy, con này rất là đẹp nhé. Rồi G3 1,950 triệu nha, giá bao ship. Với con này thì nó có trợ lực nha các bác. Đấy, rất là hợp lý với con nào lớn tuổi. Con này cắt gỗ được kích tầm khoảng 20-25 phù hợp. Đấy, gỗ mà lớn, gỗ được kính tầm khoảng 4-50 là sẽ không phù hợp với con này nha. Các bác phải cân đối để những con cưa có suất lớn hơn. Các bác chỉ việc kéo nhẹ dây ra nó thổ thôi. G3 1,950 triệu nha, giá bao ship nha các bác. Tiếp theo sẽ đến G4 nha. G4 một chiếc Echo Kiris Grand. Chiếc này là 30cc nha, con này giá 1,9 triệu nha các bác. Tầm giá vừa phải, dễ dàng phù hợp để các bác mua về sử dụng gia đình. Máy thì cũng rất đẹp nha. Con này con GC30 này, các bác có thể thấy này, độ mới con này mới đạt tầm 90%. Với con này thì nòng nó sẽ là 37 ly, dung tích xy lanh con này là sẽ là 30cc nha. Con này sẽ chuyên cho công việc cắt củ tỉa cành, xy lanh có đầy đủ đây nha các bác. 008378 này, made in Japan này, công tác xung và tắt này, đây là bật. Với dòng này thì sẽ chuyên cho công việc gia đình, con này sử dụng hai ống chân lam luôn. Lam này lam 40 nha các bác, mà cắt còn 35. Xích con này sẽ xích chung, lam xích còn nguyên sơn nguyên chữ nha. Con này lam xích còn rất là đẹp luôn. Xích này còn tầm 80%. Đấy, máy móc liên lạc không lỗi lầm không khuyết điểm nhá. Máy móc thì cực kỳ vip luôn rồi. Màu trắng tinh khôi. Đấy.
Con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nha. Với gỗ của các bác được kiến tầm khoảng 20-25, con này sẽ làm rất ok. Cắt củ tỉa cành, leo trèo cắt tỉa cành cây trên cao. Cái dòng rạch cụt này thì rất là lợi thế. Đấy. Còn bác nào được dưới đất thì có thể lựa chọn cơ tay dài cũng được. Test nó thử luôn chiếc G4 nha các bác, 1.900.000 đồng. Đấy, làm 40 mà cắt 35 nha. Liền lạc, không bể vỡ, không khuyết điểm nha. GC30 nha các bác. Dòng này đồ phụ tùng thay thế là có sẵn nha. Tất cả các máy BM bán đều có phụ tùng sẵn nha các bác. Đấy, thế nên em không có nói lại trên video. Thế là tất cả em sẽ bao cho các bác tất cả những dòng máy BM bán ra là đều có phụ tùng nha. Và phụ tùng em sẽ chỉ hỗ trợ cho máy thuộc bên em bán ra thôi. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé. Rồi, tiếp theo sẽ đến G5 nha các bác. G5 chiếc này giá 1.900.000. Với chiếc này là con Tanaka nha, và model của nó là PMS330B. Với dòng này thì sẽ có tính năng thắng xích này. Trợ lực không có nhưng mà thắng xích không có. Em số cái này không phải thắng xích, cái này chỉ là tay cản thôi. Nhầm. Đấy. Với con này nòng nó là nòng 37 ly nha. Và dung tích xi lanh nó là 33cc. Con này thì đời cao, tính năng đầy đủ, bơm sắc phụ này, le cái loại đóng nha, để vào để mở. Bình xăng pha nhớt đổ trước nha, bình nhớt bôi chưa làm xích đổ sau. Công tắc xung và tắt L bật nhá. Máy móc thì đẹp xuất sắc luôn nha. Con này về ý thức máy cũng phải đạt tầm 90% nha. Lâu này thì con nào con đấy đều rất là đẹp nha. Đấy. Có thể thấy sơ sơ qua bô bọng nó này, kẹp keng luôn nha. Tem tác gần như đầy đủ nha. Chỉnh lưu lượng nhớt này. Lam 40 nha các bác, mà cắt còn 35. Xích con này chạy xích chung nha. Tăng xích trên lam nha các bác. Máy móc đẹp. Với con này cân nặng tầm khoảng 4 cân, chuyên cho công việc cắt củ tỉa cành làm gia đình nhá. Gỗ được kính khoảng 20-25, rất là phù hợp. G5 nhá, 1.900.000 đồng. Video ngày nay sẽ có nói sơ sơ qua, không có kỹ đây. Con nào mà muốn kỹ kỹ hơn thì có thể nhớ em review riêng từng chiếc một để các bác cho nó xem nó rõ ràng hơn. Video này sẽ quay sơ sơ chi tiết thôi, bởi vì video này khá là dài. Đấy, bác nào mà thấy lâu lâu thì có thể tua đi thời lại nhá. G5 1.900.000 nhá các bác. Tanaka nhá, dòng này đồ phụ tùng thay thế là có sẵn. Công tác bật lên nhá. Giá bao ship. Tiếp theo sẽ đến G6 nhé. G6. Con này giá 2 triệu nhé. Con này Lamartine nhé các bác. Tuy là cưa gia đình hạng nhỏ gọn thôi, nhưng con này rất là VIP nhé. Trang bị trên máy hẳn Lamartine, làm thép luôn. Với con này là con Echo CS3300 nha. Nòng con này là 39 ly nhỏ nhỏ gọn gọn thôi nhưng nóng khá là lớn nha, 39 ly. Và dung tích xi lanh của này là 33cc nha. Con này nó thuộc hệ cưa chuyên làm gia đình cắt củ tỉa cành nhá. Gỗ của các bác được kính tầm khoảng 20-25, đôi khi thậm chí 30, con này đều cắt ok nhá. Con này nhìn nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, cắt rất là khỏe. Đấy, con này công suất tương đương với dòng 331-332 ạ. Với dòng này thì đang chạy sẵn trên máy lam là lam 35 nha, mặt cắt còn 30. Tuy là lam Latin nhưng mà lam này là lam 35 nha, mà cắt còn 30. Các bác có thể thấy này. Đấy. Con này thì nó thật sự với bác là cái lam này rất là giá trị nha, lam cực kỳ bền luôn. Nói không điêu chứ cái lam này nếu mà xài để mà hỏng nó ấy, thì máy phải hỏng hai cái máy mới hỏng cái lam này. Cái lam này xài rất là bền. À, lam thép nha, mà nó lam thép là lam Latin. Đấy. Con này thì háo chân lam luôn này.
Con này là kiểu cưa tay già nhá. Đối với kiểu cưa tay già thì nó sẽ sử dụng hai tay, nó sẽ vững chãi hơn với tư thế cưa đứng dưới đất. Đấy, còn bạn nào mà leo trèo các tỉnh ngay trên cao thì có thể lựa chọn dòng cưa tay cụt, dùng một tay cũng cắt được. Dòng này thì phải hai tay mới cắt được nhá. Tay dưới, tay trên, công tắc xuống và tắt này, lên là bật nhá. Số series nó có đầy đủ nhá các bác. CS3300 Made in Japan nhá. Máy móc đẹp chuẩn liên lạc nhá. Không bể vỡ, không khuyết điểm nhá. Các bác có thể thấy này, rất là đẹp nhá. Với con này cân nặng tầm khoảng 4 cân nhá. Chuyên cho công việc gia đình, cắt củ tỉa cành. Rất là hợp lý luôn. Giá 2 triệu nhá, làm là tin. Test nó thử luôn con G6 nhá. G6 giá 2 triệu nhá. Giá bao ship. Tiếp theo sẽ đến G7 nha các bác. G7 em giới thiệu cho các bác là con cưa đến từ thương hiệu Makita. Con này là con Makita ME333, thương hiệu Makita. Mẫu máy này thì rất là nhiều bác yêu thích này, rất nhiều bác hỏi mua bởi vì dòng này thì nó thuộc hệ cưa gia đình, tầm giá vừa phải nhưng mà nó lại có đủ tính năng. Con này là G7 nhá. Giá con này là 2,2 triệu nhá. Với con này thì nó sẽ có tính năng đầy đủ. Ví dụ như tháng xích. Tháng xích an toàn và cả trợ lực nha. Tuy là máy nhỏ gọn gia đình nhưng mà có cả đủ tính năng đấy luôn. Với bạn nào lớn tuổi thì có thể tìm kiếm những dòng trợ lực như vậy. Rất dễ dàng sử dụng, nhỏ nhẹ. Với dòng này. Với con này cân nặng tầm khoảng 4 cân, 4 cân rưỡi nha. Con này tầm khoảng 4 cân rưỡi. Với con này lam là lam 40 nha. Mạch cắt còn 35. Với xích con này chạy xích chung nha. Đấy, các bạn có thể thấy này. Lam xích còn nguyên sơn nguyên chữ, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP nha. Đấy, xích chung, xích này còn tầm 80%. 90% này. Tháng xích này. Máy thì cực kỳ đẹp luôn. ME333 bô bọng nó này. Trắng tinh luôn nha. Ốc ác 7 màu. Máy móc liên lạc nha. Không có lỗi lầm, không khuyết điểm nha các bác. Với dòng này thì vẫn có bơ cam phụ này, le này. Bình xăng pha nhớt đổ trước nha. Bình nhớt bôi trên xích đổ sau. Công tắc xua tắt đây là bật. Đấy. Máy móc đẹp siêu phẩm luôn nha. Trợ lực nha các bác. Nhiều bác tìm kiếm trợ lực thì có thể tham khảo mẫu này. Mẫu máy này. Tầm giá 2,2 triệu nha. Test thử luôn nha. G7. Đấy, con này thì chuyên làm gỗ được kính tầm khoảng 20-25. Rất là phù hợp nhá. G7 nhé, 2,2 triệu, giá bao ship nha các bác. Tiếp theo sẽ đến G8 nha. Lên là lên đôi cho các bác luôn nha. Cũng là ME333. Một con ME33 và đây cũng là ME333 nha. Hai con này nếu mà nói về độ đẹp, độ mới thì tương đồng nhau nha. Bác nào mà không chốt được G7 thì có thể chốt G8. Và bác nào không chốt được G8 thì có thể chốt G7 nha. Hai con này cũng đẹp VIP như nhau nha. Bô này, sáng keng nha. Ốc ác 7 màu nha. Làm quả nguyên sơn nguyên chữ. Đấy. Làm xích thì tương đồng như nhau. Làm là 40 nha các bác. Mà cắt 35. Xích con này chạy xích chung nha. Tháng xích thì con này vẫn có đầy đủ. Trợ lực đầy đủ nha. Đấy, bơ sang phụ. Máy móc đẹp nha. Không lỗi lầm, không khuyết điểm nha các bác. Đấy. Con này thì em sẽ cho các bác thấy số series nó này. Con này là số series đuôi nó là 964 nha. Và con này là 434. Đấy. Để anh em tránh các bác về lại vào sau gửi không đúng máy thì em sẽ cho các bác thấy số sao qua số sorry. Làm xích với riêng con bản nhá. Với con này sẽ đồng giá với chiếc G7 nhá. Con này là con G8. G8 2,2 triệu. Những dòng máy này được phụ tùng thế có rất là nhiều nhá. Hư hỏng là có sẵn đồ. Đồng 37 ly nhá, 33cc. Cắt củ thì cành làm gia đình rất là phù hợp luôn. Với gỗ được kỹ tầm 20-25. Con này quá ok nhá. G8 nhá, giá 2,2 triệu nha các bác. Máy móc đẹp, liên lạc nha. Không bể vỡ sứt mẻ gì cả.
thật nhẹ nhàng nha. G8 giá 2,2 triệu nha, Makita. Tiếp theo sẽ đến G9. G9 cũng cùng tầm giá 2 triệu nha. Với G9 em giới thiệu cho các bác con Tanaka. Đấy, Tanaka Star này, con này đẹp xuất sắc luôn nha. Con này siêu phẩm. Đấy. Con này của nó, tên của nó là ACS3359 nha. Đấy. 3359S. Đấy. Với dòng này thì là hệ cưa gia đình nha. Con Makita với Tanaka này về cơ bản nó giống nhau nha các bác. Nó cùng cha sinh mẹ đẻ luôn. Nó xài chung động cơ với nhau luôn, nó cùng bản quyền mà. Đấy, đồ đạc phụ tùng này thế xài chung sao nhau được hết nha các bác. Với dòng này thì nó cũng có tính năng thắng trợ lực luôn, nên thắng xích sẽ không có nha. Với dòng này thì sẽ chuyên cho công việc cắt củ tỉa cành làm gia đình. Với con này thì lam của nó này, các bác thấy không? Lam như lam mới. Nhưng mà xích là xích mới nhá. Xích này em gắn xích mới rồi, còn lam riêng nguyên bản đó. Với lam là lam 40 nha, mà cắt có 35. Xích con này chạy xích chung nha. Đời này đời bô nhỏ, con này nổ cực kỳ bốc luôn nha. Dòng này nổ cực kỳ vip luôn. Trợ lực luôn nha. Bác nào mà lớn tuổi tìm kiếm những dòng máy mà có trợ lực thì dòng này rất là phù hợp. Máy đẹp không? Quá đẹp luôn, thật sự. Bơm xăng phụ này, le này. Đấy. Bình xăng pha nhớt nha. Nhớt bô chưa làm xích, công tác sổ tắt đây là bật nha. Bô các bác thấy này. Đẹp keng nha. Ốc ác 7 màu luôn. Với con này độ mới nói không phải điêu chứ con này cũng phải đạt tầm khoảng 95% nha các bác. Dòng này thì cực kỳ vip luôn rồi. Con này con G9 nha. Giá con này sẽ là 2,1 triệu nha. Nếu như các bác đổi sang con đời máy mà nó không có trợ lực chẳng hạn thì giá em sẽ tính là 20, hoặc đôi khi các bác lấy những con máy mà có 20-30cc ấy, công suất nhỏ hơn ấy, thì giá sẽ rẻ hơn nữa. Bởi vì thật sự bên về cơ bản bên em bán là bán hàng bãi, giá nó không có một mức giá cố định đâu. Tuy là hai con máy có thể y hệt nhau nha, nhưng mà một con cũ hơn một con mới hơn ấy, giá cũng có thể thay đổi khác biệt nhau rồi. Đấy, chưa kể nói đến nhiều tính năng khác, ví dụ trợ lực thắng xích hoặc công suất lớn hơn, công suất nhỏ hơn, giá có thể sự thay đổi nhá. Đấy, như con G9 là 2,1 triệu nhá, giá cho một siêu phẩm Tanaka nha, quá đẹp. G9 nha các bác, trợ lực nhá. Đấy, con này thì dây dập nó này. Đấy. Nhẹ dây ra rồi thôi. Quá nhẹ nhàng luôn. Sẽ phù hợp nhất với công việc gia đình nha. Gỗ được ký tầm khoảng 20-25. Đây, như dòng máy này rất là phù hợp nha. G9 2,1 triệu nha. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho các bác là G10 nha. G10, một chiếc máy Makita nha. Và con này là Makita hệ Echo. Con này là Makita E3035. Số series nó là 005840 nha. Với con này nòng nó sẽ là nòng 37 ly. Dung tích xi lanh của nó là 30cc nha. Đấy, về cơ bản thì nó với Echo rất là một nha các bác. Makita thì có nhiều phiên bản lắm. Cái đời Makita các bác để ý này, Makita màu xanh ấy thì nó sẽ xài chung động cơ với dòng Tanaka. Đấy. Không phải hàng nhái đâu. Nhiều bác lầm tưởng nó hàng nhái, nhưng về cơ bản là thương hiệu Makita này, gần như người ta không có sản xuất máy cưa hoặc máy cắt cỏ gì cả. Người ta sẽ nhờ thương hiệu khác sản xuất gia công cho họ một mẫu động cơ hoặc máy móc gì đó, rồi họ thay đổi nhãn mác, màu sắc rồi bán dưới tên nhượng quyền là Makita thôi. Về cơ bản thì Makita chưa hề có sản xuất máy cưa máy cắt cỏ nha các bác. Đấy. Đây, như con này Makita với Tanaka xài chung động cơ nhau này, đấy là đời màu xanh nha. Còn nếu mà đối với đời màu đỏ thì nó xài chung động cơ với dòng Echo. Đấy, các bác thấy này, hai con máy này xài chung động cơ với nhau nha, nhưng mà con này thì nòng lớn hơn, con này nòng nhỏ hơn. Nhưng mà hình thức con này thì siêu đẹp, siêu vip nha. Đấy, các bạn có thể thấy này, cực kỳ đẹp, cực kỳ vip luôn. Với con này thì 30cc sẽ phù hợp nhất với công việc gia đình nha. Gỗ được kính tầm khoảng 20-25. Đấy, được kính tầm đó rất là phù hợp. Đấy. Với con này thì lam nó này, các bạn có thể thấy này, lam của nguyên sơn, nguyên chữ nha. Lam này là lam 35, mặt cắt còn 30 nha. Xích con này chạy xích chuột nha. Đấy. Với những dòng máy chạy đời Echo thì đa phần chạy xích chuột, còn đời Makita thì chạy xích chung phổ biến. Với con này xích thì nó có tạp tầm khoảng 100% luôn nha. Xích này em gắn xích mới rồi. Đấy, xích này xích mới nhá. Em lấy xích mới cho các bác luôn rồi.
Bơm xăng phụ này, le cái roi đóng nhá, để vào đèn mờ. Bình xăng pha nhớt đổ trước nhá. Bình nhớt bôi trơn lam xích đổ sau. Với con này là con số 10 nhá. Đấy, số 10 thì con này em bán cho các bác là 1,9 triệu nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy. G10 1,9 triệu nhá. Con này đẹp. Không điểm chê nhá. Đấy, các bạn thấy này, buji bujục nó đây. Đỏ chất là tròn luôn nhá. Bác nào mà hợp mạnh phong thủy màu đỏ thì có thể lựa chọn mẫu này nhá. Đẹp. Thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt là đồ thay thế có nhiều nhá. Đấy, dòng này thì piston bơm nhớt điện đóm chung nồi chế chiếc lồng xó có luôn nha các bác. Không những em có mà các bác lên sàn thương mại điện tử Shopee các bác cũng có thể mua được bộ chế này, lồng gió của máy này, thậm chí cả bơm nhớt nha. Dòng này thì rất là sẵn đồ. Dòng này cũng có sẵn đồ nha. Phần đa những máy bên em bán đa phần là con nào đấy đều sẵn đồ. Bên em không bán những dòng máy độc đồ nha. Rồi, G10 nha các bác. Test nào thử cho các bác nghe từng máy con Makita nha, EA3035 30cc nha. Máy móc đẹp nha, đỏ chất tròn tròn luôn. Đấy, đỏ như son vậy. G10 nhá, giá 1,900,000 đồng, giá bao ship nhá. Đấy. Tiếp theo sẽ đến G11 nhá. G11 em sẽ đánh dấu cái tự là con 332. Đấy. Siêu phẩm nhá. Con này đẹp xuất sắc luôn. Echo nha các bác. Con này là 332C. Với dòng này thì nòng nó là nòng 38 ly. Đầu tiên sẽ lành nó là 33cc nhá. Con này thì thuộc hệ nồi đồng cối đá. Đấy, trong tầm giá nó cũng rất là vừa phải nha. Con này thì lốc nó sử dụng lốc kim nhôm này. Dòng này thì rất là trâu bò. Dòng con này thì sâu bền rồi. Với con này thì lam nó là lam 40 nha. Mà cắt còn 35. Lam xích với con bản nha. Xích con này thì xích chuột nha các bác. Con này sử dụng hai chân lam luôn này. Số series nó có đầy đủ nha. Echo CS332C. Sơ xiếc trên máy còn rất là đẹp nha. Máy móc liền là với riêng con bản. Dòng này thì sẽ phù hợp với làm công việc cường độ cao nha. Với bác nào mà tìm kiếm mẫu cơ nhỏ gọn nhẹ nhưng mà là phải làm cường độ cao này, ngày làm 8 tiếng, tháng làm 30 ngày mà đảm bảo độ bền ổn định thì có thể lựa chọn mẫu này nhá. Dòng này thì thoải mái dư sức luôn. Dòng này nó tuy nó không khỏe, chỉ có 33cc thôi nhưng mà được cái nó bền. Đấy, dòng này siêu châu bò luôn nha. Đấy, dòng này thì nó cũng thuộc hệ dòng máy cơ bản thôi, nó không có đầy đủ tính năng nhiều tháng xích bơm xăng trợ lực liếc. Dòng này thì nó sử dụng cơ bản hơn và chính vì lý do đó thì những dòng máy kiểu này nó bền, không có gì để nó hỏng được. Đấy, lốc nó xài lốc nhôm này cực kỳ cứng cáp chắc chắn. Bơm nhớt thì xài bơm ti. Đấy, chế thì xài chế xịn không nói, chế chẳng bao giờ nó hỏng, cùng lắm là tắc lọc xăng lọc chế thôi. Bình xăng pha nhớt nhá, bình nhớt bôi trơn lam xích này. Công tắc xuống là tắt này. Đây là bật này. Le cái loại đóng nhá, để vào để mở. Đấy, với con này cân nặng tầm khoảng 5 cân nhá. Tuy là bền bỉ nồi đồng cối đá nhưng các bác phải bù lại với cân nặng nhá. Máy nồi đồng cối đá lốc nhôm thế là buộc nó phải nặng hơn rồi. Đấy. Con này là con G11 nhá. Con này em sẽ đánh dấu từ là G11. Con này 2,1 triệu nha các bác. 2,1 triệu, 2,1 triệu. Ui giời. 2,1 triệu. Đấy. Bán cho các bác mức tầm giá nó vừa vừa nhá. Thường thường con này tầm 2,2 triệu, 2,3 triệu nhá. Con này thì cuối năm rồi, bán cho nó đi thôi. Đẹp nha các bác. Bên em báo giá là sẽ không có sự thay đổi về giá nha các bác. Bên em đã báo giá là sẽ không có sự thay đổi về giá nữa. Bên em sẽ không bớt. Tiếp theo sẽ đến G12 nha. G12 thì các bác có thể thấy đây là con Echo 362 nha. Với con này thuộc hệ cơ khai thác cỡ nhỏ nha, là cường độ cao. Với con này thì các bác có thể thấy này, tuy có 36cc thôi, 36cc nhưng mà lam con này là lam 45 nha. Mà cắt còn 40. Xích con này chạy xích 325 nha, xích lớn luôn. Dòng này thuộc hệ cơ chưa khai thác rồi, xích nó dài xích lỡ. Cái xích chung và xích chuột nhé, vẫn nhỏ xích này nha. Con này nha, xài xích giữa 4.8 luôn này. À đúng rồi, 4.8. Con này dùng giữa 4.8 nha. Xích nó to tương đương xích đại luôn. Đấy. Echo nha các bác. Dòng này thì thuộc hệ nồi đồng cối đá rồi. Lốc ở kim nhôm, không những lốc ở kim nhôm mà
khung sườn bửng biếc của nó đều kim nhôm hết nhá. Dòng này siêu bền bỉ và nồi đồng, cối đá. Dòng này khai thác cường độ cao được nha các bác. Làm cả ngày không bị sôi xăng, dòng này không có trường hợp sôi xăng nha, bởi vì cái lốc máy với bình xăng với khung sườn nó là tách rời ra nhau. Con này nó có hệ thống chống rung mà. Dòng này thì nó thiếu cái tay cảm thôi. Con này thì thiếu tay cảm, các bác để ý thấy thì con này thiếu tay cảm. Thì thiếu tay cảm nên bán giá thiếu tay cảm nha. Chú ý là máy rất là đẹp nha, hàm đầu viết đầy đủ này, lam xích này. Đấy, các bác thấy này. Rất là đẹp nha, 362, thường thường những con này giá tầm khoảng 2,5 triệu, 2,6 triệu. Nòng hơi này. Đấy, lốc liếc nó này. CS362 nha. Máy móc cam kết đồng nguyên bản nha. Con này thì có cái lớp nhựa đây, lúc vận chuyển nó bị vỡ. Thì đối với việc đó thì em sẽ bán giá là 2,2 triệu nha. Thường thường là có cái đấy là tầm khoảng 2,5 triệu. G12 2,2 triệu giá xả nha các bác. Mà chạy xích lớn nha. Con 362 chạy xích lớn luôn chứ không phải 361. Nếu mà đời 361 thì chạy xích nhỏ. Con này 362. Nếu con này cân nặng tầm khoảng 5,5 cân nha. Khai thác gỗ được tính tầm khoảng 30 ok nha. Nói chung là con này làm gỗ được tính tầm khoảng 30 35 trở xuống. Rất là hợp lý. G12 nha các bác. 2,2 triệu. Nòng 36 ly, 39 ly nhá, 36 cc. Đấy, chuyên khai thác gỗ nhỏ nha. 2,2 triệu. Tiếp theo sẽ đến G13 nha các bác. G13 giới thiệu cho các bác một con máy cưa đến từ Hitachi. Bác nào mà kiểu muốn mua con máy về trưng bày sưu tầm thì có thể lựa mẫu này nha. Đấy, con này thì sẽ giá sẽ là 2,6 triệu nha. G13 2,550 thôi. Siêu phẩm nha các bác. Con này là con Hitachi. Với con này là CS35ED2 nha. Con này về cơ bản nó giống y hệt con Echo CSV3400 nha. Đấy, nó xài chung động cơ. Với nòng con này là nòng 38 ly và dung tích xi lanh nó 34cc. Con này nó không phải cưa cỡ to làm chuyên nghiệp, nhưng mà con này nó thuộc hệ là cưa làm gia đình. Đấy, nhưng mà nó thuộc hệ cưa chất lượng cao, tính năng đầy đủ. Với dòng này thì các bác có thể thấy này, máy cực kỳ gọn gàng luôn nha. Nó không có cồng kềnh như dòng Makita. Đấy, các bác có thể thấy đây. Đấy, rất là chi là nhỏ gọn luôn. Đấy, trọng lượng cũng siêu nhẹ luôn nha. Con này 4 kg, nhưng mà con này nòng lớn hơn con này. Đấy, và tính năng nó cũng đầy đủ nha. Với con này thì thắng xích có này. Đấy, hai ốc chân lam luôn nha các bác. Đấy, chứ không phải một ốc như Makita vừa được em giới thiệu đâu. Con này hai ốc chân lam và đặc biệt là con này là nòng đứng nha. Lọc gió thì xài lọc gió trụ giấy này. Đấy, nòng thì nòng đứng này. Đời này thì có cả xả áp luôn này. Có cả bơm phụ luôn này. Đấy, hao chân lam luôn. Máy thì đẹp như mới rồi. Xích con này chạy xích chung nha. Lam 40 mà cắt 35. Lam đen kít kịt luôn. Lam sơn xếp nguyên bản nhá. Bô viếc nó này. Trắng keng nha. Con này độ mới nó phải đạt tầm 95% nha các bác. Đấy, con này siêu phẩm luôn rồi. Đấy, hơi hám căng đét luôn. Đấy, con này 34ml này, 34cc. Đấy, dòng này đồ phụ tùng thế là có nhiều nha các bác. Dòng này thì rất sẵn đồ chế này, bơm nhớt này, piston này, điện đóm là đều có mới trên thị trường nha. Đấy, với dòng này thì thuộc hệ cưa chuyên làm gia đình. Nhưng mà với bác nào yêu cầu mà tính năng đầy đủ, đời cao, máy móc gọn nhẹ, xài ổn định ấy, thì có thể lựa chọn mẫu này. Rõ ràng thì những mẫu cưa nòng đứng bao giờ xài cũng sẽ có sự ổn định. Và đặc biệt nó thẳng ra là đời nó cao hơn con nòng đồng. Đấy, nó thật là các bạn phải. Đời nòng đứng bao giờ cũng cao hơn đời nòng đồng. Rồi, G13 nhé, 2,550,000 đồng. Giá bao ship cho các bác luôn nhé. Máy thì rất là nhạy nổ nha. Dòng này nổ rất là bốc.
G13 2.550.000 nhé, giá bao ship nha. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Gầm máy này, các bạn thấy này. Con này cực kỳ mới nha. Như mua hay mới rồi. Tiếp theo sẽ đến G13 nha các bác. G13 em giới thiệu cho các bác là con cưa đến từ thiệu Echo nha. Con này là Echo Kioris, Kioris. CSV3501 nha. Số C nó có đây, M rồi. CSV351 Made in Japan nha. Với nòng này là nòng 39 ly. Dung tích xi lanh con này là 36 cc nha. Con này là hệ cưa nòng đứng đời cao, tính năng đầy đủ nha. Thang xích có này. Đấy. Trợ lực có này. Nòng đứng. Hai ống chân lam nha. Đấy. Le tự động này. Rồi đặc biệt là lam Latin, phải kể đến là con này lam Latin. Dòng này đang thuộc hệ cưa chuyên khai thác gỗ nhỏ nha. Với bác nào làm gỗ khai thác gỗ nhỏ thì cái tầm 15-20 rất là phù hợp. Với bác nào mà có điều kiện kinh tế mua về xài gia đình cũng rất là ok nha. Với dòng này thì xài gia đình thì thật sự nó rất là bền. Và đặc biệt là nó thật cho các bác là những con máy giá trị cao hơn bao giờ chất lượng nó cũng sẽ vượt trội hơn nha. Chưa được kể đến là công suất nó lớn hơn. Với con này tất nhiên giá sẽ cao hơn nha các bác. Con này là con số 14, G14 này. G14 con này là 2.8 triệu nha các bác. 2.8 triệu lam Latin nha. Đấy. 3501 đời này thì lọc gió rời ra ngoài. Lọc gió xài, lọc gió trụ giấy này. Đầu tiên phải kể đến những nhược điểm ưu điểm con này. Nhược điểm con này như không có rồi. Ưu điểm là con này nòng là nòng đứng nhá. Đấy, đồ nào phụ tùng thay thế là sẵn nhiều, có mới. Đấy, dòng này thì tại BM là toàn bộ là có mới hết nha. Chế có mới này. Bơm nhớt này, côn này, chuông nồi này, điện này. Đấy, piston này, ngưng cả bộ hơi mới em cũng có mới luôn nha. Còn hình thức máy thì con này nguyên zin căn bản nha, chưa có thể thay thế gì cả. Lam xích còn nguyên sơn nguyên chữ này. Lam là lam 40 nha các bác, mà cắt 35. Lam là lam tin nha. Đấy. Với con này cân nặng tổng cả khoảng 5 cân nha. Máy móc đẹp, đời cao nòng đứng nha. Dòng này đồ đạc phụ tùng thay thế là có nhiều sẵn, nổ rất là bốc nha. Thế nó thử cho các bác nghe từng máy này. Con này có trợ lực nha. Đấy, bác nào mà muốn trợ lực thì con này rất là phù hợp luôn. Con này có trợ lực nha. Giật nhẹ. G14 nha các bác, 2.8 triệu, đời cao nòng đứng. Dòng này khai thác gỗ nhỏ hoặc làm gia đình nhá, làm Latin luôn. Tiếp theo sẽ đến G15. Con này V39 nhỉ. Con này là con Echo Kioris V39 nhá. Dòng này thuộc hệ cưa chuyên khai thác gỗ nhỏ, giá là 2.8 triệu nha. Thường thường em hay bán giá tầm hơn 3 triệu nhưng mà dòng này thì bán cho nó xong. Đấy. Đẹp nha các bác thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, lý do em bán 2.8 triệu ấy là em nhìn thấy sơ sơ đây này. Chuột gặm mất góc rồi nha các bác. Chuột gặm mất góc đây. Còn đâu thì còn lại thì rất là VIP nha. Con này thì đùi đủ tính năng luôn. Xả áp này, có này. Kháng xích có này. Đặc biệt phải kể đến con này lốc ở lốc của kim nhôm nha. Đối với dòng V39 ấy, nó là hệ cưa khai thác rất nhỏ. Với dòng này sẽ xài lốc của kim nhôm. Lam mà lam 45 nha các bác. Đấy, nhiều bác rất tìm kiểu tìm kiếm những dòng máy cưa lam 45, con này lam 45 nha. Lam Latin luôn này. Đấy, các bác thấy không ạ? Lam Latin mà lam thép nha. Lam mà lam tản nhiệt. Nói tản nhiệt cho nó sang mồm vậy thôi chứ cái này mấy cái ô này không phải tản nhiệt đâu nha các bác. Mấy cái ô này ấy, nguyên tắc của nó ấy là giảm bớt trọng lượng của lam đi. Bởi vì các bác phải hiểu ấy là một khi cái máy đã sử dụng lam thép ấy là thép bao giờ cũng nặng. Đấy, người ta sẽ làm cái ô khuôn này, này
rồi người ta đắp cái nhựa ở đây đấy để giảm trọng lượng tham đi nhá. Cùng là một cái lam nhá, cùng một cái lam thép nhá, nếu mà không có cái mấy cái ô vuông này đấy thì sẽ nặng hơn. Những cái lam này như thế này trọng lượng rất là nhẹ đấy, nó lúc mình cầm lên nó không bị rúi đầu, lam nặng quá khi cầm nó cứ bị rúi đầu xuống này đấy. Còn thợ hay gọi là lam tản nhiệt thôi, nhưng mà nó chẳng có tản nhiệt gì đâu các bác. Lam này là lam nói chung là thiết kế cho nhẹ lam đấy thôi đấy. Lam thép nha các bác, lam này cực kỳ bền luôn. Xích con này chạy xích chuột nha, xích này còn rất là ok. Lam xích còn VIP nha, hàm râu rất đầy đủ luôn này. Số series nó có đầy đủ nha các bác, số series nó có đủ luôn. V3000 tím nha. Với con này nòng nó sẽ là 40 ly nha. Như con 3501 này nòng là 39 ly. Nhưng con này nòng sẽ lớn hơn nha, nòng này nòng 40 ly. Và dung tích xi lanh nó là 39cc. Đấy, chuyên như công việc khai thác gỗ nhỏ nha, khai thác gỗ nhỏ thôi, chứ em chưa có dám nói là con này khai thác tầm trung được. Khai thác tầm trung ấy thì các bác tí cứ soi kỹ con kia kìa, con Hu 254 đấy, con đấy ngang cơ với con 353 nhá. Con đấy thì khai thác tầm trung quá VIP luôn, dư giả luôn. Thì con này nó chỉ xét vào mức khai thác cỡ nhỏ thôi đấy, nòng nó nòng 340 ly, dung tích xi lanh 39cc. Tuy là khai thác cỡ nhỏ nhưng mà dòng này thuộc hệ nồi đồng cối đá nhá, các bác có thể thấy này, lốc sẽ xài lốc kim nhôm nha. Đấy, lam latin nha, áo chân lam, máy móc form huyết cứng cáp chắc chắn. Dòng này đặc biệt là đồ đạc phụ tùng thay thế là có sẵn có mới nha. Hiện tại BM thì đồ đạc phụ tùng dòng máy này nó có sẵn mới. Lý do ấy là cái con V3009 này nó xài chung đồ với con V3500 này. Hai con này nó xài chung đồ với nhau nha. Mai mốt hư hỏng đồ đạc cứ san sẻ cho nhau thôi. Mấy dòng này thì nó khác mỗi cái lốc với cái nòng nó khác biệt thôi. Còn đầu là tương đồng hết nha. Đấy. G15 nha các bác. 2.8 giá bao ship nha. Con này nếu mà không vỏ háo mà đẹp ấy thì có thể là giá là khoảng hơn 3 triệu. Thì thường những con này tầm giá khoảng 3 triệu hơn 3 triệu nha. V3009 nha các bác. Máy móc chuẩn chỉ, hơi hám căng nha. Đấy, hơi rất là căng. Nhưng không phải lo, chúng ta đã có xả áp. Đấy, ấn nút xả áp và giật sẽ nhẹ hơn nha. Còn như sức của em giật 10 cái máy này cũng được, một lúc cũng được. Con này em chưa giới thiệu cho các bác, con này có chế độ sưởi ấm tay cầm nha. Đấy. Khi các bác gạt cái nút này lên này, một lúc sau cái tay cầm của bác sẽ nóng rực lên nha. Cái con này lý do nó có các công tác sưởi ấm tay cầm đấy là những dòng máy cưa này thường bán ra vùng khí hậu lạnh đấy, là đôi khi băng giá băng tuyết đấy là nó phải có sưởi ấm tay cầm chứ không này cóng tay đấy. Bây giờ mà đem lên vùng Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng thì rất là hợp lý nha, trên đấy khá là lạnh thì cái chế độ này trên đấy phù hợp. Còn thực tế thì khu vực miền dưới thì nó không có nóng lắm, không có lạnh lắm thì cái công tác này không phù hợp nha. Nó cầm cũng khá là nóng tay đấy. Công tắc xuống tóc này. Đây là công tắc máy nha. Còn đây công tắc sưởi ấm tay cầm. Đấy, khi bật này nó nóng tay cầm lên nha. Le kéo này đóng nha các bác. Giật nổ này. Đấy, nổ ho một tiếng. Có dấu hiệu lên xăng rồi ấy. Để le vào nha. Giá 2.8. Với công việc khai thác ấy thì con này sẽ phù hợp nhất với gỗ đường kính tầm 20-25, làm cường độ cao, làm cả ngày. Còn nếu mà làm gia đình ấy, con này gỗ đường kính tầm khoảng 30 làm ok nha, thoải mái. Đấy, làm 45 nha, mà cắt 40, làm latin, làm thép. Riêng cái lam này rất là giá trị nha. Lam này trên thị trường đang lưu hành, đang bán tầm khoảng 500.000 cho cái lam này nha. Lam này các bác không mua được nha, rất là khó mua lam này. Lam này rất là giá trị. Tiếp theo sẽ đến G16 đi. G16 giới thiệu cho các bác là con Ryobi nha. Đấy. Ryobi con này là Ryobi 840 nha. Đấy. Với những video trước thì các bác có thể thấy em giới thiệu cho các bác là Ryobi 3500 này, Ryobi 336, 335. Đấy, con này là Ryobi 840 nha. Với con này nòng sẽ lớn hơn. Những con trước em giới thiệu là nòng 38 ly.
Nhưng mà chiếc này sẽ là nòng 40 ly nhá. Và dung tích xi lanh của nó lên đến 38cc. Với con này thuộc hệ cưa chuyên khai thác gỗ nhỏ hoặc làm gia đình cơ độ cao nha. Với con này làm nó là 40 này. Làm khoảng nguyên sơn nguyên chữ nhá. Làm 40 mà cắt 35, xích con này chạy xích chung nha. Đồ đạc phụ tùng xài chung với G3 là rưỡi nha. Nhưng mà con này nòng nó lớn hơn. Con này xài hai ốc chân lam này. Thắng xích đủ này, có nha. Trợ lực có nha các bác. Đấy. Le tự động này. Bơm xăng phụ này, công tác xuống đắp lên là bật. Hệ thống chống rung con này nó xài toàn là lò xo luôn này, rất là bền, chắc chắn. Còn xét về hình thức máy con này đẹp tuyệt vời nha. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Các bác có thể thấy đây. Bồ miếng sơn xiếc của nó này. Đen kích kịt nha. Đấy. Lốc con này lốc của kim nhôm nha. ESK 840. Với dòng này có nhiều ưu điểm nha. Đấy. Cái nhược điểm của dòng máy này duy nhất em đánh giá này, khả năng nó chắc là nó hơi nhỏ. Về cơ bản nó không thể mạnh bằng 353, 365. Bởi vì rất là nhiều bác gọi điện cho em hỏi là có 353 rồi 365 không. Thì em xin trả lời các bác luôn trên video là bên Nhật người ta không có xài 353 với 365 nha các bác. Xài rất là ít luôn, gần như không có. Đấy. Phần đa là những con cưa tầm cỡ này. Đấy. Cao lắm cỡ này. Đấy. Với con này thì sẽ phù hợp nhất là công việc gia đình nha. Đấy, thật sự các bác là công việc gia đình con này rất là ngon luôn. Với gỗ được cái tầm khoảng 30, con này làm ok nha. Giờ nhiều khi là đôi khi gỗ to là mình không có nó rồi, làm gia đình cắt củi để cành thì những dòng máy này như này nó rất là phù hợp. Mình không phải bỏ ra số tiền cao để mua 353, 365, bác nào đi rừng thì có thể mua những dòng đó thôi. Đấy. Còn nếu mà công việc gia đình gỗ được cái tầm khoảng 30, 35 thì con này làm ok rồi. Với con này thì nó là hệ cơ giá trị nha. Dòng này dòng máy hệ nha các bác. Con này dòng máy hệ rồi. Đấy. Dòng này thì có trợ lực, có thả thang xích luôn. Con này nếu mà đánh giá so bì với con G3.5 thì con này đánh giá hơn. Bởi vì dòng này thường hay có trợ lực. Và xích con này chạy sẽ sẵn xích chung, mình không phải lên xích nữa. Với con G3.5 nha, nó xài chung động cơ với con này luôn. Nhưng mà xích toàn xích chuột thôi. Ngay cả video trước em mới lên con G3.5 đâu. Lô trước em có lên con G3.5. Con đấy em bán là 2.8 triệu, 30 nòng 38 ly. Đấy, con này nòng 40 ly nha. Mà cái con đấy nha, nó không có trợ lực, nó chỉ có xả áp thôi. Trong khi đó con này có trợ lực, có xả áp nha. Đấy, à con này có trợ lực, có thang xích nha, đầy đủ. Với con này thì G16 các bác. 16 nha. Con này em sẽ bán giá cho các bác là 2.9 triệu nha. Đấy, 2.9 triệu. Giá bao ship cho con Realme 840 nha. Đấy, nòng 40 ly. Dung tích xi lanh nó là 38cc. Trợ lực nha. Dòng này thì bác nào mà không biết sử dụng cái cưa thì em đã khuyên thật nên lựa chọn máy này. Có nhiều ưu điểm. Lốc nhôm này, nòng là nòng đứng này, tính năng đầy đủ này, dễ sử dụng này. Mà hảo hóc, phụ tùng thay thế là có mới hoàn toàn nha. BM phụ tùng mới như dòng máy này có. Ở trên thị trường cũng có luôn nha. Bơm nhớt chuông nổi đồng tiền này đều có. Cái con này cân nặng khoảng 5 cân nha. Gỗ được cái tầm khoảng 30 trở xuống là phù hợp. Để mà sử dụng thì các bác chỉ ví dụ em sẽ mô tả cách sử dụng máy này cho rất là đơn giản nha. Bắt đầu sử dụng này, các bác đổ xăng pha nhớt ở đây. Đổ nhớt bôi trên nắp xích ở đây. Bơm xăng. Đấy. Kéo le ra. Giật nổ. Đấy. Nổ ho lên một tiếng như vậy ấy, là có dấu hiệu lên xăng rồi, nó chuẩn bị nổ rồi, lên xăng sẵn rồi. Là đẩy le vào nhá. Đẩy le vào cũng được mà bóp ga cũng được. Nếu mà mình đẩy le vào ấy thì mức ga nó sẽ giữ ở 30% nha. Còn mình bóp ga lại thì mức ga nó về hẳn mức găng ti luôn. Đấy. Thường nên đẩy le vào hơn. Đấy, rất chạy nổ. Máy nổ siêu êm nha. Máy một khi đã nổ rồi thì các bác chỉ việc kéo nhẹ dây ra nổ thôi nha. G16 nha các bác. 2.9 triệu. Tiếp theo sẽ đến G17 nha. Đấy. Một con cưa khai thác tầm trung. Đấy. Với bác nào mà tìm kiếm những con cưa công suất tương đương 353 tầm trung nha thì có thể tham khảo con khu 254 này nha. Xét về đời thì nó là thế hệ trước của 353. Đấy. Cái dòng máy này thì bên Nhật có rất là nhiều, tầm giá vừa phải. Con này thì kia lam này, các bác thấy không ạ? Lam dài quãng luôn.
Lam 60 luôn nha. Lam 60, tính cả từ đuôi lam đến đỉnh lam là 60. Mặt cắt còn 5 năm nha. Đấy. Lam tản nhiệt nha các bác. Đấy. Nói lam tản nhiệt vậy thôi nhưng mà lam 5 nhẹ. Lam tản nhiệt, lam đầu nối nha các bác. Xích con này chạy xích 325 nha, bởi vì con này nó hệ cơ khai thác tầm trung rồi. Lam này. Đấy, còn nguyên sơn nguyên chữ nha. Cực kỳ VIP. Lam xích thì còn cực VIP luôn. Con này đời có xài áp này, đời XP mà. Có xài áp này. Có thắng xích này. Đấy. Quá ngon. Với con này nòng nó sẽ là 45 ly nha. Và dung tích xi lanh con này là, nói về dung tích xi lanh con này thì nó là 54cc. Đấy, dòng này thì sẽ chuyên cho công việc khai thác tầm trung. Máy móc thì cực kỳ đẹp rồi. Hàm rồng rất đầy đủ đây. Đấy. Lốc hợp kim nhôm nha. Nòng 45 ly nha các bác. Dung tích xi lanh nó là 54cc. Con này công suất tương đương với 353. Bác nào mà mua con này được, mà mua thay thế cho 353 cũng được, vì tầm giá con này nó vừa phải hơn. Con này thì em sẽ bán cho các bác là mức giá là 3,7 triệu nha. 353 thì hàng bãi thì không có rồi. 3,7. Con này con số 17 nha. Đấy, 353 thì hàng bãi thì thị trường không có đâu nha các bác. Chỉ có 346 thôi. Mà nếu có 346 thì giá nó cũng gọi là chua chát rồi. 346 nếu mà hình thức máy bọc đẹp, với dù bản liền lạc như thế này đấy, thì giá thật với các bác là nó cũng phải tầm khoảng 5 củ 6 củ. Hôm trước em bán 357, hình thức nó tương đương này, nó cũng phải tầm 5 củ 7 thôi. 36 là giá trị hơn nữa, nó phải tầm 6 củ. Đấy. Con này thì giá tầm giá vừa phải hơn nha, 3,7 triệu nha, cho một con máy cưa nòng 45 ly, 54cc, máy Thụy Điển nha. Đồ hàng phụ tùng thay thế là có sẵn có mới nha các bác. Le ở đây nha, kéo ra là đóng này, đây là mở. Không giác sang bên phải là tắt nha, bên trái là bật. Bình xăng pha nhớt nha, bình nhớt bôi trên lăn tích Husqvarna Sweden nha. Mọi chi tiết trên máy đều có chữ dập nổi Thụy Điển nha. Tháo các bác cứ tháo ra, mọi chi tiết đều có made in Sweden nha. Test nào thử cho các bác nghe tiếng máy con này nha. Con này tiếng máy này cực kỳ khép rồi, nổ tiếng máy rất là đẹp nha. Khai thác tầm trung nó ở như thế. Đấy. Bác nào mà làm gỗ được cái tầm khoảng 450, vanh tầm 1,5 m, cỡ này với chịu nhiệt nha. Đấy, nó thật với các bác là vậy. Gỗ được cái tầm khoảng 340, con này làm ngọt sớt luôn. Tiếp theo sẽ đến con số 17 nha. Con này thì chưa giấy đi. Thì các bác cứ nhớ cho em mức giá con này là 3,1 triệu nha. Với con này là Estim 018 thì chuẩn Đức rồi. Đấy, 018 là chuẩn Đức luôn. Với dòng này nòng nó sẽ là 38 ly nha. Piston nó to hơn 170 nha các bác. Piston 170 là 37 ly. Còn 018 là 38 ly. Với con này dung tích xi lanh nó tổng khoảng 35cc. Con này nó thuộc hệ cưa chuyên làm công việc gia đình nha. Chuyên làm công việc gia đình, cắt củ tỉa cành của Estim. Đấy, con này thì các bác để ý này, đời này chuẩn Đức luôn nha. Thì bô biết rồi. Con này bô sắp luôn nha, chứ không phải bô inox. Những con đời mới bây giờ nó xài bô inox hết. Con này bô sắp luôn. Đấy. Bô viết mà riêng bản nó nha. Em không có trà, không có sơn lại. Ốp lam này. Con này sử dụng cơ chế siết lam thông minh. Bên Nhật rất là hay dùng cơ chế này. Hàm rồng đầy đủ nha. Con này là bản C nha, có xả ép. Máy móc đẹp, chuẩn. Đấy. Giật thường nha, có xả ép. Cộng công tác này. Xuống là đóng le nha. Đây trên cùng là tắt, mức giữa là bật nha. Nhỏ gọn nhẹ nha. Con này sẽ chuyên cho công việc gia đình nhé, cắt củ tỉa cành rất là hợp lý. Con này là 018, ST 018 ít gặp hơn ST 180 nha. Cái dòng này nổ đã bốc. Đây, là máy móc nó này. Dòng này sản xuất tại Đức nha, bô nó này. Bên ngoài chẳng qua là gặp nắng mưa, phơi dương phơi gió thì nó hơi xét tí thôi, không ảnh hưởng gì nha. Nhưng bên trong các bác thấy này, còn cực kỳ đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Máy móc liền lạc nha, chưa gỡ chưa bung nha. Chế chiếc bên riêng bản nó hết nha các bác, ốc ác bảy màu luôn. Con này sẽ phù hợp nhất ở công việc gia đình. Và con này thì có nhiều lợi thế, ví dụ như đồ đạc thay thế nhiều này, máy móc ổn định. Và sửa chữa nó cũng rất là đơn giản nha. Lý do con này giá thành nó cao ấy,
là dòng máy này nó gần như là đi đầu ở phân khúc cỡ nhỏ xài gia đình. Thì tại thị trường Việt Nam, nếu mà nói máy chính hãng mà phổ thông nhất thì chắc chỉ có 1.10-1.80 đấy, mà mặc dù nó là Trung Quốc nha, và con này là nó sản xuất tại Đức nha, con này sản xuất tại Đức nha đấy. Thế chất lượng nó tất nhiên là hơn những con máy hàng mới trên thị trường các bác mua. Con này 3.1 triệu nha, mà đặc biệt là con này vẫn xài chung đồ với những dòng máy đỏ nha. Các bác lấy đồ của những con máy sản xuất tại Trung Quốc ăn đồ thằng này vượt kít nha, mai mốt hư hỏng đều có đồ sửa. Mà những dòng máy này ấy, ở khu vực vùng miền nào thợ cũng có thể sửa được nha, ở khu vực vùng miền nào cũng có thể sửa được, bởi vì cơ bản là dòng máy này nó có bán mới chính hãng tại Việt Nam. Đấy, có bán mới chính hãng tại Việt Nam. Người ta mà bảo máy này không có đồ, ôi giời, đồ máy này thật sự em xin lỗi các bác nhé, đồ máy này ở Việt Nam chỗ nào cũng có hết, bác lấy Shopee, Lazada cũng có nha. Rồi nói về lam xích, lam này lam 40 nha, mặt cắt còn 35, xích còn là chạy xích chung nha, lam xích còn đẹp nha. Đấy, xích này thì đạp phần trăm thôi, tầm 90% nha, làm Đức luôn nha các bác, made in Germany. Con này 3.1 triệu nha, giá bao ship cho các bác luôn nha, nghe tin 018 nha, hơi hám căng đét luôn nha, nhưng mà không phải lo, chúng ta đã có xả áp nha, ấn nút xả áp này là sẽ nhẹ hơn nha. Rất là ok nha các bác. Chiếc này là chiếc G18 nha, chiếc máy cuối cùng của video hôm nay. Đấy, vừa rồi em giới thiệu cho các bác là 18 chiếc nha. Video hôm nay có hơi nhiều máy thì em giới thiệu nó cũng không được chi tiết như mọi hôm. Thì bác nào mà kiểu chưa hiểu rõ lắm thì có thể kết bạn Zalo số này của em nhé. Số điện thoại là 0362 820 840, thì em có thể giới thiệu tư vấn hoặc có thể chụp ảnh quay video chi tiết hơn về mẫu máy các bác cần mua. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bác video tiếp theo nha.